Hello, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với video tiếp theo của mình. Hiện tại thì mình đang ở chợ Bình Tiên, quận 6 các bạn. Đây quay trở lại đây, quay cho các bạn xem là tiếp tục theo chị Heo Mai theo quay chặt thịt heo nha các bạn. Bây giờ là 4 giờ chiều rồi. Đang sắc cái gọi là cái tai heo ra, rất hấp dẫn. Nó thì lấy được cái đầu heo ra các bạn. Tình cờ ta lại gặp nhau, dường như đã cuối tuần. Đây anh này bên đây chặn tu khí, đi ngang qua mà nhận phí rồi tiền. Qua chặn tu khí là không có tiền. Tắt luôn á. Khỏi qua luôn thấy bà. Dạ. Có, bây giờ người ta mua xe tự động hết rồi. Sắp tới người ta dẹp luôn cái barrier luôn mà. Khỏi cái người ngồi luôn vậy. Đúng lộ trình vậy đó. Kết cục là trong tài khoản xe mình tài khoản ngân hàng cái gì hả? Để liên kết. Không, nó có một cái nhà cung cấp dịch vụ. Dạ, dịch vụ Viettel nó không có cung cấp hết luôn á. Hiện nay Viettel không có. Thẻ E-Pass. Hai sáng thì đi quay mấy chỗ rồi. Hai chỗ rồi gì? Tôi ngủ. Đi tập đi. Mai thứ hai rồi đi làm rồi. Mai là đi làm rồi. Thu vui gì mà? Dạ. Xin chi không quay hả? Dạ. Có gì? Có gì? Dạ. Có rồi, lâu lâu rồi con cũng ghé quay. Cái chương trình cái đất phủ Thu Phương. Ba hai á. Nhỏ lắm nha chị. Hôm nay không biết sai. Hôm nay tưởng là nó cố định, hay nào bây giờ zoom giết được. Đúng rồi, quá rồi. Lưỡi thì bán nhiêu chị Mai? Lưỡi 30 cân.
nữa ơi, 120 nữa. Hà Nội tới Hà Nội 7 giờ mới đi được. Xong rồi đến Hà Nội luôn hả? Hải Dương sắp qua cái này đi đó. Ở luôn hả? Nghỉ lại hả? Thank you.
Rồi ok, nói chung video cũng đã tương đối dài, thì cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Xem chị Kim Mai chặt heo quay qua nó rất là xuất sắc, và bánh mì ở đây thì cũng cứ 15 ngàn thôi, rất là ngon. Đặc biệt là heo quay, thịt heo quay trong cái bánh mì đầy, tràn đầy luôn ạ. Tràn đầy bánh mì và tràn đầy luôn á. Quay rất là tâm cảnh cho các bạn xem. Các bạn thấy video hay thì các bạn cho đăng ký kênh, like, share, comment để cập nhật những điều thú vị hơn về ẩm thực đường phố Sài Gòn. Rồi. Cảm ơn các bạn nhé, hẹn gặp lại các bạn ở các video tiếp theo. Bye bye. Thì khu vực này là các bạn là chợ Bình Tiên ở trên đường số địa chỉ là 18 Phạm Phú Thứ thuộc địa phận quận 6 thành phố Hồ Chí Minh. Thì đường đi của nó rất là dễ các bạn, từ khu vực của Bùng Binh Cây Gõ các bạn đi theo hướng đường Minh Phụng á, đi qua đường Hậu Giang rồi đi qua khu vực Phú Thứ thì sẽ gặp cái Bùng Binh cái chợ. Các bạn ôm vào cái chợ và hỏi hay là đi một vòng thì các bạn sẽ biết được cái chợ này. Chưa sầm này, cảm ơn các bạn nhé. 70 heo vậy.